Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo là thứ Sáu, vùng núi của khu vực Bắc Bộ vẫn có thể có mưa về chiều tối và kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, sấm sét hay gió giật mạnh. Còn trong ngày thì trời nắng, một số nơi còn nắng nóng, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội cũng như thành phố Việt Trì, thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, sang đến Lào Cai và Điện Biên Phủ, mức nhiệt phổ biến là từ 33 đến 35 độ. Hay như thành phố Hòa Bình còn có thể lên tới mức nhiệt 36 độ. Tam đảo Vĩnh Phúc nằm ở độ cao trên 900 m so với mực nước biển, thế nên được thiên nhiên ưu ái quanh năm mát mẻ. Dự báo là thứ Sáu và hai ngày cuối tuần thì trời chủ đạo sẽ là nắng, nhiệt độ ở đây khoảng 27 đến 28 độ. Về chiều tối chủ nhật thì có thể là có mưa rông nhưng mà rất nhanh. Đến đêm thì nhiệt độ giảm khá sâu, trời se lạnh với mức nhiệt khoảng 21 đến 22 độ. Ở khu vực Trung Bộ, phố cổ Hội An đang là nơi mà có những ngày thời tiết rất đẹp. Từ thứ Sáu cho đến chủ nhật thì hôm nào cũng có nắng cả ngày, thế nhưng không quá nóng, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 33 độ. Đến tối và đêm thì dịu mát nhanh, nhiệt độ quanh mức 24 đến 25 độ. Thứ Sáu, dự báo khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rông về chiều tối, trong đó có những nơi mưa vừa, mưa to, đi kèm với đó là sấm sét cũng như gió giật mạnh. Từ sáng cho đến chiều thì trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác của khu vực này sẽ là từ 32 đến 33 độ. Dự báo những cơn mưa sẽ xuất hiện về chiều tối của ngày thứ Sáu và ngày Chủ nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ Bảy thì mưa giảm hẳn, trời chuyển nắng cả ngày. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày ở đây sẽ là từ 33 đến 34 độ. Tối và đêm thì mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt là 26 đến 27 độ. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số địa điểm du lịch khác trên cả nước.